Các Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy giúp con một số thắc mắc với ạ. Ý thứ nhất, bố mẹ con giờ cũng nhiều tuổi rồi ạ. Bố con tuổi 76, mẹ con tuổi 69. Mẹ con thì đã quy y nhưng ở quê hồi xưa nhờ các cụ ra chùa quán xứ lấy pháp danh à, có tên ở một tờ giấy nhưng mẹ con chưa nghe thầy truyền thụ cho như vậy có phải quy y không ạ? Con cũng muốn bố con đi quy y nhưng con không biết nói như thế nào để cho bố con hiểu và bố con đi quy y thầy ạ, à, thầy giúp con với ạ. À. Vì con được biết nếu khi quy y thì khi hết báo thân này không bị đọa vào ba đường ác. Ở đây thì Phật tử hỏi cái ý thứ nhất này nói rằng ạ, bố đã 76, mẹ đã 69 tuổi. Mẹ thì ngày xưa thì có kiểu như gửi tiền để cho Phật tử trong đoàn ra chùa quan sứ quy y và lấy pháp lấy pháp danh lấy cái tờ điệp và tờ phó trúc về cho Hỏi như vậy thì có phải đúng là quy y không? À, cái này thì thầy cũng đã giảng nhiều lần rồi đấy chắc chắn không phải là quy y à, mà đấy gọi là gì? Đấy gọi là gửi cái tiền đi lấy cái tờ phó trúc và cái tờ điệp thôi. Phật đâu có bảo chúng ta làm như thế và các uh, hòa thượng cũng đâu có bảo chúng ta làm như thế. Làm như thế là không đúng pháp mà không đắc giới, không thể gọi là phật tử được. À, cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là vào một ngày gần nhất ở ngôi chùa nào gần nhất mà gia đình Phật tử mình có duyên thì nên cho mẹ đến đó chùa đó có đoàn quy thì có đoàn quy thì con nên đưa mẹ đến đó để quy y phải có các sư truyền giới cho đầy đủ như pháp như luật như Phật sửa chế thì mới đắc giới tam quy được thì mới được mới có công đức được giống như chúng ta thấy ví dụ như bây giờ như ở ngoài đời có một người thì kết nạp đảng viên chẳng hạn kết nạp đảng viên chẳng hạn thì bây giờ thì tự nhiên là người đó mà chỉ gửi một tí tiền đến và bảo là tôi muốn vào đảng và gửi một tí tiền đến mà để cho tôi kết nạp đảng viên xong rồi cho tôi cái thẻ đảng có được không? Không được. Chắc chắn không được. Mà người đó phải trải qua một thời gian tìm hiểu, phấn đấu và phải được tổ chức đó là gì? Tổ chức đó họ uh, chấp nhận đó. Thì khi đó họ mới cái làm cái lễ là kết nạp đảng viên cho. Thì khi đó mới chính thức là một đảng viên. À, chứ không phải là gửi vài đồng tiền đến xong rồi họ gửi cái thẻ đảng về cho đâu không có cái chuyện đấy đây là tổ chức ở thế gian còn như vậy tổ chức chính trị ở xã hội ở thế gian còn như vậy huống chi là gì đối với đạo xuất thế cho nên các phật tử chúng ta trước đây cứ lầm là gì? là bận không đi được thì thôi gửi bà hàng xóm vào đi gửi bà hàng xóm rồi năm chục một trăm xong bà đi quy và lấy cái cố tràng và lấy cái chứng điệp về cho và lấy cái lấy cái áo nâu về cho như vậy là là thành phật tử không phải đâu không có Đấy, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất quy y đắc giới hay không thì chúng ta phải tự thân đối trước tam bảo Phật pháp tăng để mà lễ kính để mà phát nguyện để mà sám hối trong tâm thì nhất tâm sám hối những tội chướng đã qua ăn năn hổ thẹn thì không làm không cho những tội chướng đó tái phạm từ giây phút đó cho đến mãi mãi về sau đó gọi là gì gọi là nhất tâm ăn năn sám hối sám hối xong rồi tự mình phải đối trước tam bảo mà gì mà phát đại thề nguyện thọ tam quy theo sự chỉ dẫn của chư tôn đức tăng ni hướng dẫn cho chúng ta quy y thì sau khi nhất tâm ba lần gì phát nguyện tam quy rồi ba lần gì phát nguyện tam kết sau ba lần tam quy thì gọi là tiếp theo là ba lần phát nguyện tam kết và ba lần phát đại nguyện phổ độ chúng sinh nữa thì khi đó mới gọi là gì mới gọi là đắc giới tam quy như pháp bằng không thì chỉ gửi tiền thôi thì không có đắc giới đâu Lấy tờ điệp thì không đắc giới đâu Cho nên cho dù đấy là chùa quan sứ Hay là chùa nào, bất cứ chùa nào trên đất nước Việt Nam Hay trên toàn thế giới mà quy kiểu như vậy Là đều không đắc giới cả ừ. thì Ngày xưa các thầy đi học là Đức Pháp Chủ ngày giảng là quy tam bảo là phải gì? Thân mình phải lễ kính trước Trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Và được chư Tăng này Chư Ni, chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn cho mình quy tam bảo Và hướng dẫn cho mình đúng chính pháp của Phật đã dạy thì mới đắc đắc giới ba yếu tố nó đầy đủ viên mãn mới đắc giới bằng không thì không đắc giới không gọi là Phật tử được. Đó, nên đây thì Phật tử nên uh, hôm nào đó nên đưa mẹ đi quy y uh, lại cho nó đúng pháp chứ không có không đắc giới thì nó chỉ là cái là cái danh Phật tử thôi chứ không có giới thể. Uh, nó phải đi quy tam bảo nó phải có giới thể nhưng Phật tử nói là gì nghe người ta nói là nghe kinh Phật nói là nghe các thầy giảng là người quy tam bảo chân chính thì không bị vào đọa vào ba đường ác. Tức là phải đắc giới thể nó mới không bị đọa ba đường ác mà giữ được cái giới thể đó, từ khi quy cho đến khi gì xả bỏ thân này mới không đọa ba đường ác. Còn phát nguyện quy mà gì kiểu như mẹ con này gửi tiền mà cầm giấy điệp là không đắc giới thể. Như vậy thì nếu mà làm ác thì vẫn đọa ba đường ác bình thường. Hoặc là người quy như pháp nhưng mà sau đó lại phản bội lời quy của mình. Phản bội lời phát nguyện của mình trước Phật đó thì người đó vẫn đọa ba đường ác như thường thế nào gọi là phản bội ba đường ba lời phát nguyện của mình đó là nguyện gì nguyện đệ tử con tên là nguyện chọn đời quy phật không quy hung thần quỷ vật đó là lời phát nguyện thứ nhất lời phát nguyện thứ hai đệ tử con tên là pháp danh gì đó nguyện chọn đời quy pháp không quy y tà ma ngoại đạo mà mình gì mình một lúc nào đó mình lại đi xem đồng bóng bói toán nhờ ông thầy phù thủy để chấn điểm cúng bái giết gà mổ lợn sát sinh hại vật tế bái quỷ thần để cầu phúc cầu lộc cầu tài cầu thọ cầu bình an vân vân đó thì cái đó gọi là gì phản lại lời gì lời phát nguyện quy y phật quy y pháp không quy y quy y phật là không quy y gì hung thần quỷ y phật quy y pháp là không quy y gì không quy tà ma ngoại đạo thì đó chính là tà ma ngoại đạo đó quy tăng tức là không quy tổn hiếu ác đảng tức là không theo những cái tổ chức này những cái tổ chức phản động những cái tổ chức tuyên truyền chống phá gì đoàn sự đoàn kết của nhân dân và chống phá những uh, các tôn giáo uh, hiện hành ở trong gì đã được nhà nước công nhận để khiến cho cho họ tranh giành đấu tranh lẫn nhau vân vân đó nói tóm lại là những kẻ tổn hiếu ác đảng là những người chuyên đi làm hại người không có cái tâm tốt lành gì đó, cho luôn luôn là tìm kế sách để hại người để hại các tổ chức khác ngoài tổ chức của họ ra thì họ tìm cách để hại tổ chức khác thì đó gọi là gọi là những kẻ tổn hiếu ác đảng chúng ta không được theo họ đó. nếu mà mình quy chân chính như pháp đối trước tam bảo phật pháp tăng và phát nguyện tam quy tam kết và ba lần phát nguyện rồi mà mà trong cuộc sống đời thường dần dần mình quên cái lời đó đi mình nhé, mình vẫn làm ba cái điều đó hoặc vẫn làm ác bình thường á, thì chúng ta vẫn có vẫn cứ đọa lạc ba đường ác bình thường. Đó. Cho nên chỉ người quy tam bảo chỉ có thoát khỏi ba đường ác bằng là gì mình thực hiện đầy đủ trọn vẹn ba lời phát nguyện tam quy, ba lời phát nguyện tam kết và ba lời phát nguyện quy Phật không quy ý, hung thần quỷ vật quy pháp không quy y tả ma ngoại đạo quy tăng không quy ý, tổn hữu ác đảng làm được trọn vẹn như thế cộng thêm bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện phóng sinh tu phúc bố thí cúng giảng vân vân nữa làm các việc thiện để hộ pháp nữa thì chắc chắn ba đường ác đạo sẽ được đóng bít kỹ lưỡng không bao giờ mở ra với với người đó à, cho nên đây cũng nói thêm để phật tử biết rõ cái điều đó và phật tử có hỏi rằng muốn cho bố đi quy tam bảo nhưng không biết làm cách nào để bố hiểu và bố đi quy cho cái này nó cũng là thuộc của cái nhân duyên chứ không phải là ai muốn quy tam bảo cũng được đâu con ạ cho nên cái theo thầy á Thì thôi con cứ thử xem Đấy là tùy duyên mình thử xem Con có thể gì Mang 102 bài giảng kinh địa tạng của thầy lần thứ nhất Và 56, 57 bài giảng lần thứ hai Của kinh bản nguyện Bồ Tát địa tạng của thầy Để cho cho bố nghe xem Nếu mà sợ bố chưa nghe được nhiều như vậy Thì con ấy, có thể mở một cái cái đĩa nào đó một cái bài giảng nào đó trong kinh ấy phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện hoàn cảnh nhà mình cho bố mình nghe dần đã thì dần dần bố mình sinh khởi tín tâm đã thì dần dần thì mới có thể nghe được nhiều à, mới có thể hiểu được sau này mới có thể đi quy ta bảo được đấy là một phương pháp rất là hay nếu bố không muốn nghe một mình á thì cái khi ăn cơm hoặc khi thì bố uống nước hay là khi cả nhà ngồi vui vẻ chẳng hạn con cứ giả vờ con mở to to lên con ngồi gần đấy để con nghe nhưng con mở mở to to lên vào đúng cái đoạn nào mà gì mà gia đình nhà, mà bố con á, mà con cảm thấy gia đình nhà con á, cần phải nghe cái đoạn đó, đặc biệt là bố con, thì con mở gần gần con ngồi đó, con nghe cứ giả vờ đi ra đi vào gần gần để bố con nghe câu được câu không? Tự nhiên nó có gì, có cái năng lực trong những cái bài giảng đó, nó có cái năng lượng của Phật, của Bồ Tát và gì, của các quý thầy ở trong đó, thì bình thường sẽ không sinh tín tâm đâu, nhưng mà duyên nó đến thì nghe một cái là gì? tín tâm ngay cái này thì các thầy cũng đã trải nghiệm rất nhiều cái trường hợp này rồi con có thể đem thử cái việc này và mong rằng kết quả sẽ sớm được như nguyện đối với con và gia đình của con Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm di đà